Người dân Nam Bộ là con cháu những người từng theo chân Chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa từ năm 1558 và các đợt di dân về sau, hợp với hậu duệ của người dân bản địa các quốc gia cổ như Chiêm Thành, Chân Lạp và một số người Cao Miên ở lại. Trong cuộc sống chung hòa bình, các dân tộc tiếp xúc và ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau, nên tiếng nói của người dân Nam Bộ có nét đặc trưng cả về ngữ âm lẫn từ vựng, không giống với miền nào khác trong cả nước. Trong đó, rất nhiều phương ngữ được bà con miền Tây sử dụng hàng ngày. Người nơi khác nghe qua có lẽ không hiểu nổi. Chương trình xin điểm qua những điều thú vị trong từ ngữ của người dân nơi đây. Khi giao tiếp, người miền Tây chọn cách nói chính xác và vào đúng trọng tâm, nên thường là những từ nặng về mặt hình ảnh như nước đổ đầu vịt, môi cá trê, chân mày lá liễu, mắt bồ câu. Một điều mà có lẽ ít ai nhận thấy đó là người miền Tây thường sử dụng những từ ngữ thuần Việt, rất ít khi dùng từ Hán Việt. Thêm chuyện bỏ lỗi chính tả, đôi khi người miền này cũng lười phát âm, không quan trọng về mặt hình thức nên thường tối giản từ ngữ như việc dấu ngã thành dấu hỏi, chữ Z thành chữ giờ, chữ S thành chữ X. Nói tóm lại, câu chuyện về từ ngữ của người miền Tây có thể hiểu đơn giản theo một số ví dụ như thế này. Người miền Tây hay nói rất rẽn, nghĩa là dứt khoát, nhanh, gọn. Tía tôi kêu tôi dọn cơm lúc tôi đang xem Diên Hy công lược. Ông nói, làm gì thì làm rất rẽn cho xong, chứ xà quần biết chừng nào mới xong. Hủ hỷ nghĩa là sớm tối có nhau, vui buồn có nhau. Má kêu cứ lên thành phố lập nghiệp, đừng lo ba má ở nhà buồn. Ở nhà ba má hủ hỷ với nhau cũng được, lo gì con ơi. Cà nhông nghĩa là rảnh rỗi không có việc gì làm, đi chơi suốt ngày. Tía tôi đi chơi từ sáng, má tôi thấy tía về tới nói, bộ không có chuyện gì làm hả, sao ông đi cà nhông suốt ngày vậy? Tới câu chuyện nghĩa là sắp được giải quyết đến hay có chuyện gây gò sắp xảy ra. Sáng má dặn ở nhà nấu cơm nhưng quên, má về má thấy đang chơi game. Rồi mày tới công chuyện mày rồi. Chưa chín hung nghĩa là chưa chín tới. Má đang luộc khoai cần chín nhưng phải đi qua nhà hàng xóm tám. Má dặn mấy đứa ở nhà coi nồi khoai cho má. Má mới thăm chừng thấy chưa chín hung đó. Tuốt hay hút nghĩa là qua lượt, đi qua. Chở má đi chợ nhưng chạy qua chợ không dừng. Má quảng hốt, hút rồi thằng quỷ nhỏ. Ăn tay ni, đóng thùng nghĩa là bỏ áo vào quần. Má tôi thấy tía mặc áo sơ mi, má nói, chà, ăn tay ni vô coi đẹp dữ bay. Chân chỏi nghĩa là chân chống xe. Đi ngoài đường thấy xe chưa gác chống, người miền khác thì nhắc nhẹ, chú ơi chú chưa gác chống. Còn người miền Tây nói tông giọng cả con đường nghe thấy, gác chân chỏi kìa chú. Bang bang nghĩa là đi nghênh ngang không sợ gì ai. Má thấy hàng xóm đi bộ giữa trưa, trong nhà má nói ra, 12 giờ trưa làm gì mà bay đi bang bang ngoài đường vậy cả. Đía nghĩa là lưng lẹo, không thật thà. Mỗi lần tôi giới thiệu cho má người yêu con nhà giàu đi ô tô, má nói kiểu, thôi à, thấy cái mặt nó là biết nó đía rồi. Rề rề nghĩa là chậm chạp. 6 giờ sáng má đánh thức tôi dậy rồi kêu tôi quét nhà. Trong sự buồn ngủ của tôi, má dạy, con gái làm cái gì cũng rớp rẽn lên, gì mà rề rề, sau này ế chồng nha con. Chân hững nghĩa là hụt hẫng, ngẩn ngơ. Lạ đời, phận con gái mà cha mẹ nói chuyện với nó lại chân hững. Cái củng nghĩa là cái chân váy. Má cho bạn tôi xem hình tôi hồi nhỏ, trên tay tấm ảnh lúc đó tôi học mẫu giáo. Hồi đó đi học, nó mặc cái củng dễ thương lắm. Miết nghĩa là lặp đi lặp lại, hoài. Tôi lướt TikTok, tí tôi nói, có điện thoại chi mà miết vậy bay, tao thấy có gì hay đâu. Đâm bang, đâm sùng bể nghĩa là nói chuyện lạc đề, chen ngang, làm người khác mất hứng. Tía thấy ông hàng xóm vô duyên chọc má, tía nói lẫy, thằng cha đó nói chuyện đâm bang ghê nơi. Xà quần nghĩa là vòng vòng, không giải quyết được gì. Má làm việc không xuể, tiếng ngồi giống đu đưa nhưng vẫn than, từ sáng tới giờ xà quần không có làm được gì hết ráo. Bành ki, tổ chảng, chà bá lửa nghĩa là rất to, rộng. Má với tía rủ nhau đi sắm vàng, về khoe con cháu một câu uy tín luôn,
tao với tía mày mới sắm được công di chuyền 24 chạp bá lửa. Tới nái, tới bến, tức là vui vẻ một cách hết mức. Tía câu được con cá về rủ má nhậu, bữa nay tới bến luôn bà ơi. Bánh tỏn nghĩa là chỉnh chu, gọn gàng, đẹp. Tía thấy má thử quần áo mới, đi đâu mà mặc bánh tỏn dữ vậy cà. Ngược lại, bày hay chỉ sự không gọn gàng bừa bãi. Tôi ngồi giỏng ăn cơm, ăn xong vừa đặt tô cơm xuống chưa được 3 giây, má tôi nghiêm giọng: con gái gì mà bày hay, ăn ở đâu để ở đó, coi không có được gì hết trơn á. Ngôn ngữ của người miền Tây phản ánh sự mộc mạc, gần gũi, phóng khoáng trong cách sống và sinh hoạt cộng đồng của người Nam Bộ. Ngôn ngữ của người Việt nói chung còn bao hàm cả những dấu ấn trong lịch sử, từ giai đoạn phong kiến đến giai đoạn đấu tranh giành độc lập và phát triển như ngày nay. Giữ gìn ngôn ngữ địa phương hay tiếng Việt nói chung là gìn giữ nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Chương trình Bóng Thời Gian tuần này đến đây tạm dừng. Trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt quý khán giả.